Sáng 1 tháng 12 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Huyện ủy Lăng Chánh đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng một số ngành đơn vị liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung như báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 08 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Lăng Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo kết quả thực hiện đề án phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng tập trung trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm năm 2022. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 267 ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2023, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Báo cáo kết quả thực hiện đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của dịch bệnh COVID-19, kinh tế thế giới gặp khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện vẫn đạt được kết quả tích cực, có 23 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là kinh tế phục hồi và phát triển nhanh, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt cao, như thu nhập bình quân đầu người, tổng sản lượng lương thực có hạn, tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn. Ứng dụng công nghệ cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt trên 2.360 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất là 12,1%, tăng 0,6% so với kế hoạch và tăng 18,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất có chiều hướng giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 40,94%, giảm 1,3% so với cùng kỳ, giảm tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 32,14%, giảm 1,4% so với cùng kỳ, tăng tỷ trọng các ngành thương mại và dịch vụ chiếm 26,92%, tăng 2,7% so với cùng kỳ và tăng 4,7% so với kế hoạch. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế này là phù hợp với xu thế và đúng định hướng phát triển của huyện. Thu nhập bình quân đầu người trên năm ước đạt 25,2 triệu đồng, đạt 100,6% kế hoạch và 105,1% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn được chỉ đạo triển khai quyết liệt, lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 được quan tâm chỉ đạo. Tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt. Các hoạt động từng bước trở lại trạng thái bình thường mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành nhiệm vụ khám tuyển và bàn giao quân nhập ngũ, đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, nội bộ đoàn kết, ổn định, không có các vụ việc phức tạp lớn xảy ra, đã kịp thời quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và xây dựng chương trình kế hoạch, đề án để thực hiện. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cho ý kiến vào các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và một số nội dung, như một số chỉ tiêu, số liệu cần điều chỉnh, tính toán lại sao cho hợp lý. Đơn cử như số liệu về giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, vệ sinh an toàn thực phẩm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, các đại biểu đã đưa ra một số nguyên nhân hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quyết liệt hơn trong công tác tham mưu, đồng thời thông báo một số hướng phát triển trong năm 2023. Về một số dự án lớn sẽ đầu tư trên địa bàn huyện, việc giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, một số dự án nông lâm nghiệp có nhiều khởi sắc. Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng nhấn mạnh, trong thời gian qua hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã hoạt động có nhiều hiệu quả, cùng với sự đồng thuận của nhân dân nên trong năm 2022, huyện đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định đây là một năm mà huyện có thể vươn mình mạnh mẽ với các dự án lớn đầu tư vào địa bàn, thu hút lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó thúc đẩy nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng cũng đưa ra những hạn chế cần khắc phục như việc tham mưu của một số các phòng, ban ngành chưa thật sự trách nhiệm, việc đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc chưa kịp thời, nhanh chóng, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu, việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các thôn chưa hiệu quả, cần tập trung rà soát đánh giá lại các tiêu chí đã làm được và chưa làm được, kể cả các tiêu chí ở các xã, việc chậm trễ trong thực hiện quy hoạch ở các xã thị trấn, phải triển khai nhanh để thu hút đầu tư, nhất là các xã thị trấn có kế hoạch đầu tư, việc thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính ở một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm. Đồng chí đề nghị phòng nội vụ cần kiểm tra phản ánh đúng sự thật, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để có biện pháp xử lý. Với các chỉ tiêu chưa đạt, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện làm việc với các ban ngành liên quan, xem xét lại một số liệu chỉ tiêu sao cho sát với thực tế. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện cần rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ở xã, sớm xây dựng mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, có văn bản yêu cầu các xã thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Cùng với đó, các phòng ban cũng cần xây dựng kế hoạch tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong công tác cán bộ, cần đề nghị sớm để sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, tiếp tục thực hiện 3 chương trình trọng tâm. Các nghị quyết đề án mà huyện đã ban hành cần có đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện, tiếp tục thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Cũng trong chương trình hội nghị, các đồng chí thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 08 ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã được đa dạng hóa, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến tích cực, vai trò, trách nhiệm trong quản lý nhà nước của chính quyền, công tác phối hợp của các ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được nâng cao. Nhiều chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả tốt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,7% so với nghị quyết đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, đạt 60% so với nghị quyết, tỷ lệ đường giao thông cứng hóa đạt 85,21%, tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97% so với nghị quyết, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, đạt 65% so với nghị quyết. Phong trào xây dựng thị trấn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ, tạo sức lan tỏa tích cực trong nhân dân. Cho ý kiến vào vấn đề này, các đồng chí thường trực Huyện ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đều ghi nhận những nỗ lực cố gắng của thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Trong thời gian tới, thị trấn Lang Chánh cần đầu mối với các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm 2022. Kỳ vọng thị trấn sẽ có những sản phẩm chủ lực mang thương hiệu trên thị trường, xây dựng thị trấn sáng, xanh, sạch đẹp, đặc biệt là an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị. Về văn hóa xã hội, cần xây dựng chùa Mèo thành điểm nhấn văn hóa trên địa bàn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư trên địa bàn. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp để diện mạo thị trấn Lang Chánh ngày một phát triển. Để thị trấn Lang Chánh phát triển hơn nữa, cần quan tâm ưu tiên các dự án đầu tư vào thị trấn sao cho nhanh chóng thay đổi diện mạo. Lãnh đạo thị trấn cần thay đổi tư duy, tạo sự đoàn kết để thực hiện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị huyện thành lập tổ công tác giúp đỡ thị trấn thực hiện cụ thể hóa nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Từ năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện cần ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho thị trấn, trình Hội đồng Nhân dân đưa ra nghị quyết xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Các phòng Ủy ban Nhân dân cần hỗ trợ tham mưu, đôn đốc hỗ trợ thị trấn. Các ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hội viên tích cực tham gia thực hiện. Đối với thị trấn phải chăn trở hơn, trách nhiệm hơn, suy nghĩ hơn, sáng tạo hơn để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là trong công tác tham mưu, thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, thị trấn xanh, sạch đẹp. Nhanh chóng thực hiện xong quy hoạch,
công bố, bàn giao quy hoạch thị trấn, tập trung cho phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp, dịch vụ, làm cơ bản, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, đáp ứng với nhu cầu phát triển của thị trấn theo nghị quyết đã đề ra.